Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa chủ trì phiên họp, kính thưa đại biểu Quốc hội, thưa đồng chí đồng bào cử tri cả nước đang theo dõi cái phiên chất vấn trực tiếp ngày hôm nay. Thì trước tiên thì cho phép tôi được thay mặt Thủ tướng Chính phủ xin trân trọng cảm ơn các cái vị đại biểu Quốc hội với cái sự quan tâm và trách nhiệm cao đã đặt nhiều cái câu hỏi cũng như là nhiều cái vấn đề nó liên quan tới công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, với cái mong muốn là giúp cho ngành thanh tra thực hiện và hoàn thành tốt hơn cái chức trách nhiệm vụ của mình. Thì những cái câu hỏi của các cái vị đại biểu Quốc hội thì được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trả lời trước Quốc hội. Thì sau đây thì tôi xin phép được thay mặt được sự ủy quyền của Thủ tướng xin báo cáo và làm rõ thêm một số vấn đề. Kính thưa Quốc hội, thì năm 2022 bên cạnh những cái nhiệm vụ trọng tâm là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo cái công tác thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực, xem đây là một trong những cái nhiệm vụ mà trọng tâm, quan trọng, thường xuyên cần phải tiến hành. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong cái công tác thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực, để kịp thời là phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Về cái công tác thanh tra đó, thì thực hiện cái quy định của luật thanh tra, thì Thủ tướng Chính phủ đã hàng năm thì phê duyệt cái chương trình định hướng thanh tra. Trên cơ sở đó thì Thanh tra Chính phủ hướng dẫn các cái bộ ngành và các cái địa phương thì xây dựng và thực hiện cái kế hoạch thanh tra có trọng tâm trọng điểm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực theo đúng cái quy định của pháp luật và chấn chỉnh những cái hạn chế thiếu sót trong cái công tác quản lý nhà nước và khắc phục cũng như là những cái bất cập sơ hở, để trên cơ sở đó là kiến nghị cái hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên các lĩnh vực được thanh tra. Đồng thời là trong cái quá trình mà chỉ đạo thanh tra đó, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra phải thường xuyên nâng cao cái chất lượng hoạt động của thanh tra, cũng như là xử lý cái chồng chéo trong cái hoạt động thanh tra giữa các cái cơ quan thanh tra trong cái hệ thống thanh tra, và phối hợp cùng với kiểm toán nhà nước, các cái cơ quan kiểm tra để xử lý chồng chéo trong cái hoạt động kiểm toán, rồi kiểm tra, rồi thanh tra, nhất là tại các cái doanh nghiệp. Thứ hai là thực hiện cái kết luận, chỉ thị, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực và các cái nghị quyết của Quốc hội. Căn cứ vào tình hình thực tế thì Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có nhiều cái nghị quyết, văn bản chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra tập trung thực hiện thanh tra trong một số lĩnh vực quan trọng mà dư luận xã hội quan tâm, như là đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, rồi sử dụng tài sản công, sử dụng ngân sách nhà nước, rồi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, rồi đất đai, tài chính, chứng khoán và ngân hàng, vân vân. Thứ ba đó thì Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ thì trực tiếp là cho ý kiến chỉ đạo đối với các cái kết luận thanh tra và các cái báo cáo xử lý sau thanh tra, nhất là đối với những cái nội dung và những vấn đề phức tạp cần có cái sự phối hợp giữa các cái ngành, các cấp và các cái địa phương đã chỉ đạo xử lý nhiều cái kết luận thanh tra và xử lý thanh tra đạt cái kết quả rất là tốt và đã xử lý cái nghiêm đối với các cái tổ chức và cá nhân là có cái vi phạm. Đồng thời thì Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và các cái ngành thanh tra đó là tăng cường đôn đốc cái kiểm tra, thực hiện cái kết luận và kiến nghị thanh tra để đảm bảo cái kết luận kiến nghị thanh tra được các cái cơ quan, các cái tổ chức, đơn vị là thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ, nhất là kiến nghị xử lý thu hồi tài sản cho nhà nước, kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính đối với các cái tổ chức và cá nhân, cũng như là kiến nghị chuyển các cái dấu hiệu, các cái vụ việc có vi phạm pháp luật sang cái cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật, cũng như là chấn chỉnh, khắc phục những cái sơ hở bất cập trong cái công tác quản lý nhà nước. Thì đối với cái nội dung chỉ đạo này của Chính phủ thì trong cái phiên chất vấn ngày hôm nay thì tôi thấy là rất là nhiều cái đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn đồng chí Tổng Thanh tra về cái việc thu hồi tài sản cho nhà nước và phát hiện những cái vi phạm pháp luật, và đặc biệt là trong cái công tác là xử lý
sau thanh tra và yêu cầu là phải nêu lên những cái hạn chế, những nguyên nhân và những cái giải pháp. Thì tôi thấy là có thể nói là trong cái báo cáo thì 9 tháng đầu năm 2022 thì toàn ngành thanh tra là đã thực hiện trên 5.000 cái kết luận và cái quyết định xử lý sau thanh tra. Thì trong đó có trên 3.000 cái kết luận đã được thực hiện 100%. Thì có nghĩa là chiếm trên 61% cái số kết luận đã được đôn đốc. Và về số tiền thì như các đại biểu cũng đã nói là thu hồi là trên 60%. Thì có thể nói đây là một cái nỗ lực rất là lớn. Tuy nhiên thì trong cái đánh giá và cái trả lời của đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ thì tôi thấy là nó có 4 cái nội dung. Nhưng mà tôi cho rằng ngoài 4 cái nội dung đó thì cũng phải nêu thêm một cái nội dung là cái chất lượng báo cáo đồng chí các kết luận thanh tra cơ bản là đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên nó còn một số cái cuộc thì báo cáo các đồng chí thì chất lượng chưa đạt yêu cầu. Mà cái kết luận của thanh tra đó là cái sản phẩm cuối cùng của cuộc thanh tra. Do đó thì cái kiến nghị và cái kết luận nó phải rõ ràng. Thì trong một số trường hợp, trong một số kết luận thanh tra thì báo cáo với các vị đại biểu quốc hội thì cũng phải nhìn nhận là chưa được là đáp ứng được yêu cầu. Nó còn chưa rõ ràng, nó còn chưa có chỉ rõ những cái nguyên nhân và rồi cái trách nhiệm cụ thể. Do đó là trong cái quá trình thực hiện thì báo cáo với các đồng chí, với đại biểu quốc hội và cử tri cả nước thì nó cũng còn hạn chế. Thì để cái tăng cường cái giải pháp này thì tôi đề nghị là bổ sung thêm là phải là nâng cao cái chất lượng hoạt động thanh tra trong công tác thanh tra. Mà muốn nâng cao chất lượng thì thứ nhất là phải hoàn thiện cái thể chế, với thứ hai là phải nâng cao cái năng lực của cái cán bộ công chức làm cái nhiệm vụ thanh tra, và đồng thời cái quy trình quy chế thanh tra phải được quy định một cách chặt chẽ. Đấy là cái nội dung là tôi cũng xin bổ sung thêm cái phần đấy. Cái thứ tư là để cái tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án về đất đai, liên quan tới cái kết luận thanh tra, kiểm tra và các cái bản án tại một số địa phương như là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Thì theo cái chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt thì Thủ tướng Chính phủ đã thành lập một cái tổ công tác. Thì cái này là đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã có báo cáo, thì nó gọi là tổ công tác 153, để do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng, liên ngành cùng các cái bộ ngành và các cái cơ quan của trung ương và địa phương, thì trên cái cơ sở rà soát lại những cái dự án về đất đai mà nó còn vướng mắc liên quan đến những cái nội dung này, thì để xây dựng một cái đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Thì hiện nay thì báo cáo với Quốc hội thì cơ bản là đã xong cái đề án và đã dự thảo xong cái tờ trình Bộ Chính trị để mà xin ý kiến Bộ Chính trị cho chủ trương để làm sao chúng ta xử lý tháo gỡ những khó khăn này, để đưa cái tài sản đất đai và những cái dự án còn đang dở dang để khai thác, để làm cái động lực để phát triển kinh tế cho đất nước. Cái thứ năm là về cái xây dựng cơ chế chính sách và pháp luật. Thì Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì là phối hợp với các cái địa phương để mà xây dựng cái luật thanh tra và kịp thời đó thể chế hóa các cái quan điểm của Đảng, nhà nước và cái hiến pháp để giúp cho hoạt động thanh tra nó ngày càng nó tốt hơn và khắc phục những hạn chế sau khi cái luật thanh tra đã có cách đây hơn 10 năm là vào năm 2010. Và trên cái cơ sở đó, đó thì báo cáo các đồng chí thì Thanh tra Chính phủ cũng đã trình cái dự thảo hoàn thiện và Quốc hội kỳ họp này cũng đang thảo luận và đã được thông qua. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà tôi cho rằng là góp phần rất là tích cực trong cái việc mà xử lý và giải quyết cái tiến độ cũng như là cái kết luận thanh tra chậm. Đây là một cái nội dung mà tôi cho rằng là trong cái buổi sáng ngày hôm nay và đầu giờ chiều thì các đại biểu cũng rất là quan tâm. Thì có thể nói thì hiện nay một số cái kết luận còn chậm, nhưng mà so với những cái năm trước thì cũng phải báo cáo thật với Quốc hội là đã có tiến bộ hơn nhiều. Thì vừa rồi đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã có báo cáo. Thì sau khi mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát thì có 15 cái cuộc là chậm, thì hiện nay là trong mấy tháng thôi, trong 4 tháng thôi cũng đã hoàn thành 13 cuộc. Thì hiện nay là còn 2 cuộc. Và các đại biểu cũng nói là cũng phản ánh là có những cuộc đó là từ 2015 mà hiện nay là chưa có ban hành, thì thật ra thì cũng đúng, nhưng mà chỉ còn 1-2 cuộc thôi. Thì cái này thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái tồn tại cũng lâu chưa khắc phục được. Thì cái giải pháp mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đề nghị là sửa cái luật thanh tra lần này là một trong những giải pháp để khắc phục cái này. Thì tôi đề nghị thì ở đây thì nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân là chủ quan là tôi cho rằng là chính. Mà trong đó thì khi thực hiện cái cuộc thanh tra thì báo cáo Quốc hội là tham vọng quá lớn, thành là cái phạm vi đối tượng và nội dung thanh tra quá rộng, do đó là khi thực hiện là nó quá cái sức đáp ứng cái yêu cầu của lực lượng của đoàn thanh tra, do đó là phải xé lẻ ra là làm mấy cái luận thanh tra. Thì cái này thì tôi đề nghị qua cái kiến của đại biểu Quốc hội thì các đồng chí phải tiếp thu trong cái thời gian tới để làm sao chúng ta đẩy mạnh
cái công tác thanh tra để làm thực hiện cái tốt hơn cái tiến độ để chúng ta kết luận cái thanh tra để đáp ứng được yêu cầu. Còn về cái công tác phòng chống tham nhũng thì báo cáo với các đồng chí thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã xác định cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là một nhiệm vụ trọng tâm song song với quá trình thực hiện các cái mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, là đã chỉ đạo thanh tra Chính phủ và các cái bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ nghiêm túc các cái nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ về phòng chống tham nhũng và các cái nhiệm vụ giải pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tham nhũng tiêu cực, trong đó tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các cái giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát tài sản thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước, các biện pháp về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Thứ hai là thực hiện cái chương trình công tác của Bộ Chính trị và Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành thanh tra, Chính phủ chủ trì phối hợp cùng với các ngành xây dựng và báo cáo cái chuyên đề của Ban Cán sự Đảng về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án qua thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ của Chính phủ. Thì tôi thấy là cái nhiệm vụ này thì báo cáo các ông chí là nó cũng sẽ góp phần trong cái việc mà khắc phục, như là đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn và đặt vấn đề đối với Tổng Thanh tra, là phát hiện thì nhiều nhưng mà chuyển sang cái cơ quan điều tra những cái vi phạm pháp luật và kết luận để mà chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ thì nó còn ít. Thì cái này đánh giá đó thì tôi nghĩ là nó cũng tương đối thôi, chứ còn là chúng ta cũng không mong muốn rằng nó chuyển nhiều, nhưng mà khi phát hiện thì chúng ta cũng phải chuyển cho nó đúng theo quy định pháp luật. Thì báo cáo với Quốc hội thì Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã có giải trình cái này, thì tôi cũng đồng tình mấy cái nguyên nhân, nhưng mà tôi cho rằng là cái việc mà đánh giá báo cáo đồng chí cái vi phạm pháp luật và cái thiệt hại để mình chuyển thì có những lúc mà nó cũng còn mong manh như đồng chí Tổng Thanh tra nói, thì có nghĩa là cũng có thể là cho khắc phục, nhưng đến một thời gian mà không khắc phục được thì ta chuyển. Thì cái việc này thì mình cũng phải nhìn nhận một cách nó tổng thể, thì làm sao là chúng ta phát hiện được hành vi và chúng ta khắc phục kịp thời, và nếu như cố tình báo cáo đồng chí thì chúng ta tiếp tục chúng ta đề nghị xử lý theo nghiêm minh theo quy định pháp luật để thượng tôn pháp luật. Thì cái này thì tôi cho rằng là nếu chúng ta thực hiện tốt cái giải pháp thứ hai này mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo thì nó sẽ góp phần cải thiện cái việc này rất là nhiều. Cái thứ ba đó thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản và thu nhập, phê duyệt định hướng xác minh tài sản thu nhập hàng năm và giao cho Thanh tra Chính phủ và các cái bộ ngành địa phương triển khai thực hiện, coi đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tại những các cái bộ ngành và các cái địa phương. Thì theo cái luật phòng chống tham nhũng năm 2019 thì báo cáo ông chí đây là một cái nhiệm vụ mới. Thì vừa rồi là khi xây dựng thì nó cũng còn một số cái vướng mắc, nhưng sau khi Ban Bí thư có một cái quy chế phối hợp giữa các cái bộ ngành và các cái cơ quan và cấp ủy trong hệ thống chính trị thì triển khai cái việc này nó rất là thuận lợi. Cái thứ tư là Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và các cái bộ ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2019-2021. Từ đó có giải pháp chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này, gắn với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực với giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân. Thứ năm là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập hợp tổng hợp giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, đề cao vai trò Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cái thành viên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, đồng thời chỉ đạo các cái cơ quan thông tấn báo chí chủ động tuyên truyền lan tỏa các chủ trương chính sách về những cái kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thì bên cạnh những cái kết quả đạt được thì trong cái công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ trong cái lĩnh vực này thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Thì tôi cũng xin được phép là thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi xin tiếp thu tất cả cái ý kiến chất vấn của các cái vị đại biểu Quốc hội, thì sẽ về nghiên cứu và tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và các cái bộ ngành và các địa phương để
lưu ý cũng như là tổ chức thực hiện trong cái thời gian tới để góp phần là đưa cái nhiệm vụ của công tác thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hiện có một hiệu quả trong cái thời gian tới. Thì một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, kính chúc các vị đại biểu và các đồng chí, đồng bào và cử tri cả nước sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.